Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời tiết tối trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Quý vị thân mến, ngày mai Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, rét về đêm và sáng. Còn tại Nam Trung Bộ và Tây Nguyên Nam Bộ, đêm không mưa, ngày nắng. Với khu vực Bắc Bộ, rét về đêm và sáng kèm sương mù rải rác. Trong ngày có mưa vài nơi, nhiều mây và kèm theo gió nhẹ. Mức nhiệt thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ dao động trong khoảng từ 14 cho tới 17 độ. Phía Tây Bắc Bộ dao động trong khoảng từ 15 cho tới 18 độ. Vùng núi từ 11 cho tới 14 độ. Còn ở các tỉnh Bắc Trung Bộ, thời tiết có sự tương đồng với Bắc Bộ. Nhiệt độ trong ngày thấp nhất, dao động trong khoảng từ 16 cho tới 19 độ. Còn từ Đà Nẵng trở vào Bình Thuận, đêm không mưa, ngày nắng với mức nhiệt nhỉnh hơn, phổ biến trong khoảng từ 23 cho tới 32 độ. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, đêm không mưa, ngày có nắng. Mức nhiệt tại Nam Bộ cao nhất, dao động trong khoảng từ 23 cho tới 35 độ. Cục bộ ở phía Đông Nam Bộ nắng nóng trên ngưỡng là từ 35 cho tới 37 độ. Các tỉnh thành Tây Nguyên có xu hướng tăng nhiệt, tuy vậy thì vẫn dịu hơn nhờ lợi thế địa hình. Nhiệt trong khoảng là từ 19 cho tới 33 độ, có nơi sẽ cao hơn. Chuyển sang thông tin thời tiết biển, quần đảo Hoàng Sa không mưa, gió Đông Bắc từ cấp 4 cho tới cấp 5. Còn quần đảo Trường Sa cũng không mưa, gió Đông Bắc cấp 4, tầm nhìn xa cả hai quần đảo đều trên 10 km. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trên cả nước vào ngày mai. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!